Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 21 từ câu 1 đến câu 14. Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael, người Cana miền Galilê, các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa. Tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Phêrô vội khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không ở xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng chừng 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá. Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu phục sinh ra lần thứ ba với nhóm các tông đồ. Qua sự kiện này, Chúa muốn củng cố đức tin đang liệm tắt trong các ông, những người môn đệ thân tín của Chúa. Quả thế, khi chứng kiến cái chết bi thương của Thầy Giêsu, lòng trí các môn đệ dường như sụp đổ hoàn toàn. Những công khó bấy lâu theo Thầy Giêsu dường như tan thành mây khói. Vì thế Phêrô cùng các môn đệ khác muốn quay trở về con đường của các ngư phủ. Tôi đi đánh cá đây. Gợi ý này đã được anh em đồng thuận. Chúng tôi cùng đi với ông. Thế nhưng các ông không bắt được con cá nào, dù vất vả suốt đêm. Phải chăng những năm tháng bỏ nghề chài lưới đi theo Thầy Giêsu đã làm cho các ông không còn kinh nghiệm của người chài lưới? Đi theo Thầy Giêsu không được mà trở về mệt mỏi hơn. Thế nhưng giữa cơn đau khổ ấy, Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện như một người bạn chài lưới lành nghề. Chúa nói với các ông: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Quả nhiên, khi nghe người lạ khuyên bảo, các ông đã bắt được một mẻ cá lớn đến độ muốn đánh chìm cả thuyền. Trước sự ngỡ ngàng ấy, người môn đệ Chúa Giêsu yêu đã nhận ra người lạ ấy không ai khác chính là Thầy Giêsu của mình. Chúa Giêsu phục sinh là niềm vui của các môn đệ. Được gặp Chúa phục sinh, tâm hồn các ông bừng lên một niềm hạnh phúc mới, một niềm hy vọng mới bừng cháy lên trong cuộc đời của các ông, biến đổi các ông thành những con người mới, những con người giờ đây sẵn sàng ra đi làm nghề chài lưới người như lưới cá. Kinh nghiệm của các môn đệ ngày xưa thật là bài học quý giá cho cuộc sống người Kitô hữu của chúng ta hôm nay. Hãy tín thác vào Chúa trong mọi giây phút của cuộc sống. Hãy tin tưởng rằng Chúa phục sinh luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Chúa phục sinh luôn muốn nâng đỡ và chia sẻ chúng ta mọi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống.
để đưa chúng ta hưởng niềm vui và hạnh phúc trọn đầy mà Chúa đã lấy từ bàn tay của ma quỷ nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì đã chết cho tội lỗi của chúng con. Con xin tạ ơn Chúa vì sự phục sinh của Chúa làm cho chúng con thêm vững tin vào Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con luôn mãi mãi chỉ yêu Chúa và tin nhận Chúa mà thôi. Amen.